số 1 anh Tư. Bữa nào đem ghe vô vậy? 5 ngày nữa anh ba. 7 ngày cũng được. Đã phun La Casuto, lo gì cắt trễ. La Casuto, năng lượng đầu hạt giúp lá đồng xanh bền bỉ, gạo khô liên tục, lo gì ngót lúa. Dù sao để lúa tôi nữa nha. Nhớ đem ghe lớn hơn. La Casuto, năng lượng tạo hạt, lo gì nhót lúa. Chào các bạn đến với chương trình Siêu Nhân Xanh vì môi trường xanh. Siêu Nhân Xây Dựng đang có mặt tại huyện Cầu Kè, một huyện thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Trà Vinh. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem các em của chúng ta học tập, vui chơi và sinh hoạt như thế nào nhé. Nào, mình cùng đi. Ủa, mà mặc đồ như vậy đi được không ta? À, kì vậy ta, đi nãy giờ mà chưa thấy cái trường nào hết lần sao? Mệt quá, kiểu này sao về báo cáo với biệt đội Siêu Nhân Xanh đây? À, có rồi. Trường này sao mà thấy đơn sơ quá. Ủa, con. Cho chú hỏi mấy bạn đó đi đâu vậy? Bạn đi đâu thì lấy đi. Vệ sinh. Cái gì? Cái đó là cái nhà vệ sinh. Dạ. Con có thường sử dụng nhà vệ sinh này không? Dạ, hồi đó giờ chỉ trường con chỉ có một cái nhà vệ sinh à. Dành cho mấy bạn nữ, còn mấy bạn nam thì đi ra ngoài. Con ra ngoài ruộng cũng kiếm mấy chỗ bụi lùm mấy con cho chồng. Con thấy nhà vệ sinh của mình hiện tại như thế nào con? Thì nhà vệ sinh của con nó rất dơ và rất là khó chịu, nó rất là hôi. Mong muốn của con sẽ là được một nhà vệ sinh mới sạch sẽ. Không được rồi, phải báo cáo gấp với biệt đội Siêu Nhân Xanh mới được. Mình sẽ thiết kế một cái hệ sinh thái nha. Sau đó sẽ tổng hết lực lượng lại với nhau, rồi mình sẽ cùng nhau thực hiện nhanh cái công trình này. Mà đồng ý không? Đó. Tôi đồng ý. Cho nên là bạn cứ làm thử cho tôi. Cái này cứ làm đúng phương án này là được ha. Chào bạn. Nói chung á là bạn nha, tâm hết những gì tôi đang nói. Bạn có yêu cho tự làm luôn cho cũng được. Nè, làm gì bên này thấy ông lạ quá vậy? Chuyện gì vậy? Kể nghe coi. Không có kể cho ai nghe. Kể nghe đi. Hai bạn cứ nói đi, tôi không nghe gì đâu. Được. Bác học, bác đi gì vậy? Nói mình nghe coi. Đi đi, ra đây nè. Trời, nói đi, không nói nghỉ chơi luôn á. Tôi đã nói thì không nói được mà. Thiệt á. Nói đi cho cái con. Ê, hai chị mình biết thôi nha. Được rồi. Chào các bạn, một ngày mới vui vẻ và năng động. Chúng ta là những biệt đội siêu nhân anh hùng, thì chúng ta phải mạnh mẽ lên, các bạn phải năng động lên. Không có cái vấn đề gì mà làm cho chúng ta sợ hãi cả. Có gì nói cho tôi nghe coi. Tôi nói mà ghê lắm. Bữa nay có chuyện gì mà ba bạn có thái độ kỳ quá vậy? Thấy kêu gì đúng không? Hiểu chưa? Xây dựng. Tại sao một người liêm chính như bạn, một con người rất nghiêm túc như bạn lại dám phá vỡ nội vi của con tàu này? Đúng. Bạn dám bỏ chúng tôi một mình. Bạn. Ta
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Chưa có bè. Tại sao bạn dám đi ăn bún riêu một mình? Không, ăn phải. Không, hủ tiếu lâm chiên mà. Không phải mấy bạn ơi, tôi nói là ăn bún mắm. Kỳ vậy, rõ ràng vậy mà. Tôi nghe bạn nói rõ ràng như vậy mà. Tại, không, tại... Tôi biết rồi, tất cả những thông tin sai vừa rồi xuất phát từ... Bác học. Bác học. Tôi nghe chính miệng ông nói rõ ràng là cái gì mà trang 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 cái gì đó. Rồi tôi nghe bốc mùi quá, tôi tưởng ông lén tôi đi ăn bún mắm. Xấu. Siêu nhân bác học ơi, bạn hiểu sai ý của tôi rồi. Chứ sao? Sao? Hôm nay tôi đi khảo sát ở trường tiểu học Phong Phú B, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Đây là một điểm trường có tiếng là điểm trường Nghĩa Trang. Ủa? Tại sao vậy? Ủa sao mà có tên là điểm trường Nghĩa Trang vậy? Tại vì sau lưng trường nó là một cái Nghĩa Trang. Đặc biệt cái nhà vệ sinh ở nơi đây, vào bên trong gió nó thổi một cái cửa nó kia có cái bước ra bên ngoài nhìn một cái ngộ không, xung quanh cây cối tùm rậm rạp, gió thổi một cái lá nó quơ xào xạc lạnh rần rần xương sống. Nếu như là các bạn có sợ không? Khóc vụ gì vậy? Không biết, hay khóc khóc bè. Trời ơi, bao tôi nữ, bao tôi quán làm. Sao phải ơi? Bó tay. Trời ơi, kéo mình lên. Mình sợ quá, quéo giùm. Đó, thấy chưa? Các bạn còn sợ huống chi là các em nhỏ. Đúng rồi ha. Bởi vì các bạn không có đi khảo sát, các bạn không có hiểu đâu. Vậy là sai rồi. Không phải là một mình bạn đi mà tụi tôi không làm việc đâu. Tụi tôi đã quan sát qua camera và thậm chí là còn đưa được ra phương án cho ngôi trường tiểu học Phong Phú B này nữa. Vậy hả? Ba phải. Bạn đừng có nghĩ là tôi ở không ở nhà chơi không nha. Chính vì vậy á mà chúng ta phải nhanh chóng tập hợp các thành viên trong biệt đội siêu nhân xanh vì môi trường xanh để giúp cho các bạn nhỏ của trường tiểu học Phong Phú B có ngay một công trình nhà vệ sinh mới. Ngay bây giờ thì chúng ta phải hành động. Chúng ta sẽ cùng chào đón các bạn nhỏ của điểm trường tiếp theo, đó chính là trường tiểu học Phong Phú B. Xin chào tất cả các bạn. Thưa quý vị thân mến, qua mỗi ngôi trường mà chúng tôi đi qua, gần như là các bạn nhỏ đã có thêm một niềm vui mới, đó chính là một môi trường học tập trong lành, không còn bị ô nhiễm như trước đây nữa. Siêu nhân môi trường cũng mong rằng là sau khi nhận bàn giao công trình này rồi, thì các em sẽ cùng với tất cả quý thầy cô sẽ bảo quản và giữ gìn công trình này để trường của chúng ta sẽ có một môi trường học tập trong lành. Hiện nay là có 4 điểm trường, vì cơ sở vật chất thì gặp rất nhiều khó khăn. Thì với một nhà vệ sinh sử dụng chung thì không thể nào đáp ứng được cho các em. Do đó, từ cái chương trình siêu nhân xanh đã tài trợ cho nhà trường sửa chữa nhà vệ sinh cũ và mở rộng xây dựng thêm một nhà vệ sinh mới. Hy vọng rằng cái chương trình này sẽ được nhân rộng và mở rộng nhiều hơn nữa. Các bạn thân mến, ngay bây giờ thì anh siêu nhân môi trường sẽ có một phần quà nữa dành cho tất cả các bạn. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay có nội dung như sau. Em hãy cho biết rác thải có những tác hại như thế nào? Rồi, anh mời em. Rác làm dơ môi trường. Dơ môi trường. Tác hại cho sức khỏe. Gì nữa? Là mình bị bệnh. Đúng. Bạn nào có bổ sung không? Rác thải làm ô nhiễm môi trường thiên nhiên, quỷ hoại thiên nhiên. Hủy hoại thiên nhiên chứ quỷ hoại thiên nhiên gì? Gì cười hoài vậy trời? Rồi tặng cho em một phần quà. Câu hỏi số 2. Theo các bạn, có mấy cách để chúng ta xử lý rác thải? A, 2 cách. B, 3 cách. C, 4 cách.
Anh mời em. Dạ xin C. C là bốn cách. Bốn cách xử rác. Chúng ta có bốn cách để mình xử lý rác thải là chôn, ủ, đốt và tái chế. Câu hỏi tiếp theo như sau. Loại trái cây nổi tiếng ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. A. Bưởi Năm Roi. B. Quýt Hồng. C. Vú Sữa Lò Rèn. Và D. Dừa Sáp. Dừa Sáp. Đáp án cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đó chính là dừa. Câu hỏi tiếp theo đó là câu hỏi về chủ đề lịch sử. Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Úc, tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, là người con của tỉnh nào? A. Tỉnh Long An. B. Tỉnh Vĩnh Long. C. Tỉnh Trà Vinh. Mời em gái. Câu trả lời của em đó chính là tỉnh Trà Vinh. Đây là đáp án chính xác. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Úc sinh tại huyện Cầu Kè, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là vùng căn cứ của tỉnh ủy Trà Vinh, miền Tây Nam Bộ. Hiện nay, khu tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Úc nằm ở xã Tam Ngãi của huyện Cầu Kè. Chung sức xây dựng nơi mình đi số 1, số 2. Siêu nhân xây dựng có kể cho anh nghe, trước đây không có nhà vệ sinh cho nên là thường đi ra đồng tè bậy đúng không? Nhưng mà theo em bây giờ mình có nhà vệ sinh mới rồi á thì mình phải giữ gìn bằng cách nào? Giữ gìn là sau khi đi vệ sinh rồi mấy tụi em sẽ chà rửa và dọn nước. Đúng rồi, bên cạnh cái việc giữ gìn vệ sinh của môi trường ở lớp học nè, trường học nè và cả nhà vệ sinh mới thì các em cũng phải cố gắng học giỏi nữa. Các em đồng ý không? Dạ đồng ý. Thưa quý vị khán giả thân mến, và bây giờ sẽ là trò chơi tập thể ngày hôm nay dành cho các bạn học sinh của trường tiểu học Phong Phú B. Trò chơi được mang tên truyền khăn. Trò chơi truyền khăn. Cách chơi, các bạn xếp thành vòng tròn, người quản trò sẽ đưa khăn cho một bạn bất kỳ và nhạc sẽ được nổi lên. Bạn được khăn, nhanh chóng truyền khăn cho bạn kế bên. Cứ như vậy, khăn sẽ được truyền từ bạn này qua bạn khác. Tiếng nhạc dừng lại đột ngột, bạn nào giữ khăn sẽ bị quản trò bắt phạt. Và bây giờ, trò chơi của chúng ta chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu! Rồi, đứng lên, đây, 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 đây. Rồi, xong. Tiếp luôn, tiếp luôn. Rồi. Trời ghê. Thưa quý vị khán giả thân mến, trò chơi truyền khăn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Siêu Nhân Xanh Vì Môi Trường Xanh kỳ này. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Đồng hành cùng chương trình Tân Thành cho năng suất xanh.